Lời nói đầu tiên, mình xin chúc tất cả mọi người luôn luôn có một sức khỏe thật tốt, gặp nhiều may mắn trong công việc và vui vẻ, luôn hạnh phúc bên gia đình nha mọi người. Hãy mọi người hãy ra mình ra biển Nha Trang cùng tham quan với mình nha, và tham quan cảnh đẹp Nha Trang nha mọi người. Đây, mình chia sẻ khung cảnh đây của thành phố biển Nha Trang mọi người. Mọi người thấy rõ không? Đây là mình từ tầng 7 của khách sạn CBA nha mọi người. Đó, nhìn xa xa là mọi người thấy không? Đó, bọc bãi biển. Em phóng to mọi người xem nha. Đó, 20 thôi, 2. Đó, đâu đâu cũng là biển. Đây, mấy hòn đảo đó, khu du lịch nha mọi người. Đây, đây mọi người, đây là khách sạn gì nè, cao quá, labyrinth gì đó. Ở đây đó, nhìn xa xa là khu Winburn nha mọi người. Đó, đảo Winburn á, cái khu đảo gì đó. Ồ, quá đẹp chưa, đây quá tuyệt vời. Để mình quay đâu cũng là núi. Đây, bốn bề là núi, một bề là biển. Đó, cũng là biển nha mọi người. Đúng là Nha Trang của đất nước mình nó phát triển khu du lịch rất là tuyệt vời, rất đẹp, thu hút rất là nhiều khách nước ngoài và trong nước và ngoài nước nha mọi người. Đó, nhất là mùa hè này là người ta đi rất là, đó mọi người thấy không, rất là nhiều. Đó, mình phong cái đảo nè, biển đẹp quá mọi người ơi. Đó, nhìn từ xa đây, những công trình dưới đây người ta đang làm thêm, làm những cái khu nhà nghỉ resort nè mọi người, đẹp không? Wow, đó những công trình nè mọi người ơi, quá tuyệt vời, quá cao, quá nguy hiểm nha. Đây, mình nhìn hoài mình không biết chán luôn mọi người. Ok, đẹp quá, non nước hữu tình, tuyệt vời. Mọi người thấy người ta tắm không? Đó, à, dùng lên đó, thấy người ta tắm là đó. Ok, đó. A few moments later. Tới anh quay lại kênh Huyễn lần nữa mọi người. Bầu trời gió đầu đen nha mọi người. Người quán hải sản Thanh Hương, quán này có nổi tiếng 15 Trần Phú nha mọi người. Đó, quán này là mình nghe nói là nổi tiếng 15 Trần Phú nha mọi người. Đó, bây giờ mình vô ăn thử coi biết làm sao nha mọi người, đi cùng mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá trời. Xin giới thiệu với các bạn, tôi đang là đang kéo về hướng về khu ăn buổi diễn live show các chiến sắc này các bạn, mọi người cùng mình đi ra coi live show bãi biển nha, ca nhạc nha. Hôm nay là có festival, đường rất là đông nha mọi người. Đây may là cuối tuần nữa, mọi người thấy không? Đường rất là đông. Đây là trung tâm thành phố Nha Trang, đường Trần Phú nha mọi người. Đó. Hôm nay thứ bảy cuối tuần khách du lịch đông lắm nha. Mình chạy xe mình lấy con tay à. Mọi người thấy gì không mọi người? Đó, sân khấu mà chơi. Chào ơi. Nha Trang hả? Ơi. Người đã rất lâu chưa? Đông quá mọi người ơi. Lâu chưa? Đây. Mọi người từ lúc mấy giờ? Mọi người đến đây từ lúc mấy giờ? Mọi người chen lên. Mấy giờ? 5 giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi đó? 9 giờ rồi. Còn năng lượng đúng không? Quá đông. Còn năng lượng đúng không? Phải chạy hết mình luôn, chết đúng không? Hết mình luôn. Ok, bây giờ thử nha. Bây giờ nó là muốn nghe cái này không? Chọn nó phụ vào đó nha. Thật quá. Ghét cái xe tỏ nó đứng xa khán giả vậy lắm luôn á. Bây giờ phải chạy xuống dưới bây giờ ta. Rồi, liền cái anh chạy.